cho cô những cái bài này. Thứ nhất về phát âm sờ s, kiểm tra lại phát âm sờ s có mấy cách? Hai cách. Không phải, phát âm sờ s có mấy cách? Một cách. Bậy bạ. Ba cách. Rồi, phát âm sờ s hay mình gọi ses có ba cách. Cách thứ nhất là con phát âm là trường hợp gì? Phải phòng khi tối. Phải phòng khi tối. Ch của chị Sương. Phải phòng khi tối phát âm là sờ. Sờ. Nhạc. Trời tối là đi sờ mó người ta. Thì con cứ nhớ là phải phòng khi tối là sờ. Nghe chưa? Rồi, trường hợp thứ hai là gì? Ch của chị Sương. Thì con sẽ phát âm là chữ gì cho cô? Chữ it. Rồi, còn lại? Còn lại là giờ. Rồi, ok. Vậy và áp dụng này. Câu số 1 là chữ L, thấy chưa? Con L. Không có nhìn chữ sờ mà con nhìn chữ L. Trước khi thêm sờ vào, bản thân L nó là chữ L. Giờ. Chữ 3 rồi. Giờ. Shop, chữ P, phải phòng khi tối. Là... Sờ mó, sờ. Ok, sờ mó. Chữ tờ, phải phòng khi tối, sờ mó. Sờ luôn. Rồi, chữ tờ, sờ phải phòng khi tối, sờ mó. Vậy phân câu nào? Câu A. Rồi, pen là chữ N này. Chữ N thuộc trường hợp nào? Còn lại rồi. Trường hợp còn lại. Đúng không? Giờ. Rồi, chữ tờ. Chữ phải tờ, phòng khi tối, sờ. Rồi. Phải phòng khi tối. Sờ. Phải phòng khi tối luôn. Sờ mó, rồi. Phần đầu, phần câu A. A. Ruler này, chữ R, chữ R. Chữ R là... Còn lại. Còn lại. Giờ. Tiếp theo, pencil gì? Pencil là... Còn lại. Còn lại luôn. Rồi. Tiếp. Còn lại luôn. Còn lại luôn. Tiếp. Sờ. Phải phòng khi tối, sờ đúng không? Sờ. Rồi, sờ. Rồi, phân câu D. Câu này, chữ chờ. Mình không nhìn chữ hờ, mình nhìn như chờ cho cô. Chờ, chờ là sẽ hát của chị Sương. Phát âm là? I. Rồi, chữ K. Chữ mình K không nhìn là... chữ E nha, mình nhìn chữ K cho cô. Chữ K còn lại. À, cái gì? Phải không khi tối. Sờ mó. Rồi, SH nào? SH là is. Rồi, it sẽ hát của chị Sương. Tiếp, chữ chờ nào? Chữ chờ là it. Rồi, biết phần câu nào chưa? Mình phải làm như vậy chứ. B. B. Rồi, con ong nào? Chữ E. Con ong là chữ E là giờ. Rồi, cái tủ chén nào? Cupboard nào? Chữ giờ. Rồi, cái này? I. Rồi, cái này? Giờ. Biết phần câu nào chưa? Giờ. Đấy. Đó là cái phần phát âm. Còn cái phần này, cái này á, để biết cái phòng gì có cái gì thì con để ý cho cô cái ô tô. Cái gara. Ô tô thì để ở trong gara rồi nhá. Ô tô để trong gara. Câu số 2, quan trọng cái từ nấu ăn. Nấu ăn thì liên quan bếp, khoan vào bếp. Câu số 3, sách này, giá sách này thì vị trí ở sách trong. Là phải ở trong giá sách. Rồi, tiếp theo, cái nhà gì mà có one floor một tầng? Nhà bungalow là nhà một tầng, nhà trệt một tầng. Câu số 5, Sandra có nhiều bạn. Liên quan friend này thì là friendly, thân thiện. Friendly, thân thiện. Rồi, ok, sang bên này suy nghĩ tiếp cho tôi này. Suy nghĩ tiếp đi. Câu 6 là gì? Đúng rồi, đừng có đứng trước tivi. Tôi đang xem chương trình. Tiếp theo, câu gì? Câu khẳng định nè. Have a got, câu khẳng định này. Và số nhiều này. Và trên tường. Wall là cái tường. Rồi, something on. Câu này, tôi thích đi đâu với bạn để mà xem phim, quan trọng cái từ xem phim. Con là cinema. Tiếp theo, tôi chỉ là đứa rồi, con vào đây. Only child là đứa trẻ duy nhất trong nhà, con một. Con một thì sẽ không có anh trai chị gái gì cả, không có. Heaven got some. À gì some, sao some? Câu phủ định là thầy some à? Heaven got any là không có bất kỳ anh trai chị gái nào cả. Rồi câu 10 mà không làm được thì liệu hồn. Câu 10 muốn làm được hay không? Chết bà không ra gì đấy. Đâu rồi? Muốn mất bài à? À đây 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 đây. Viết đi à. Rồi. Sao đây à, thấy have lần trước chưa? Viết đi à. Không được, phải viết là từ have chứ. Đi hết. Đúng rồi, nhớ đấy. Thi phải lưu ý. Muốn viết hello thì phải có từ have đằng trước. Đằng trước có cái gì phải viết lại cái đấy. Sai tay không. Rồi câu này. Câu này chú ý mặc quần áo. Quần áo là wardrobe. Tủ quần áo đấy. Tiếp theo, quan tâm cho cô cái từ DA. DA phải cộng với danh từ số nhiều. Tìm cái nào số nhiều mà khoan. DA nè. DA phải danh từ số nhiều đâu? Câu khẳng định. Và đây là câu khẳng định. Câu khẳng định của em đi. E khẳng định em đi. Xong. Rồi câu C. Tiếp theo, anh trai tôi có thể dùng võ thuật. Võ thuật gì? Câu 14 này.
Bố mẹ tôi đến từ nước Nga và quốc tịch, và đây là bức tranh của bọn họ, à đúng, bức tranh nhà của bọn họ đúng không, bọn họ đâu là gì? Rồi câu nào đây, câu B. Rồi câu tiếp theo, giáo viên của tôi rất gì, rồi quan tâm cái từ lát và cười này, lát là funny, rồi quan tâm nhìn cái từ cười mới biết chọn funny nhá, đi thi phải nhìn vào cười nhá, ghi chú vào lát là cười, lát là cười, lát là cười, lát là cười, lát là cười. Rồi câu 16 nè. Có bên cạnh, bên cạnh nào, in front không, in front thiếu rồi, đối diện đi, rồi đối diện thôi chứ in. Công viên opposite. Làm sao mà ở under với on cái nhà được, rồi chọn opposite. Câu 17 17 nào, it's a smart but cozy, rồi it's small but cozy, nó nhỏ nhưng mà ấm áp. Câu 18 này, đây câu hỏi Z no này, đằng trước có cái gì viết lại cái đấy này. Ở đây là ADA này thì câu trả lời phải có ZDA. ZDA là câu nào? Câu B. Rồi. Để suy nghĩ bài bên này. Câu